3 quấn 2. Tự nhiên nó chết máy 1 á. Với cái máy 3 thì nó nổ máy im. Còn cái này nó chạy máy máy 3 máy 4 thì nó nổ phải chừng 3 rồi. Tại vì máy 1 chứ máy 3 là bê tông vừa lên vừa lên là góc 90 độ. Là nó mới 360 tại vì 4 máy mình chia ra một góc là nó 90 độ là nó mới nổ. Còn nếu mà hai góc là 180 độ là cái máy lên mới xuống. Đây, còn này 4 máy là đang nổ góc 90 độ thì thành ra là nó máy 1 máy 2 chết là nó chạy cái máy 3 với cái máy 4. Cái này là phải chạy 1 3 rồi máy 4 2. Số 5 mình lên 60 liền. Giờ số 5 mình lên tới 70 rồi. Xin chào các bạn, mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh mình nha. Hiện tại thì mình đang ở Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Hôm nay thì Lộc đến đây để chỉnh sửa một cái động cơ ở trên chiếc xe Thaco Olin này ha. Chiếc này thì là 9 tấn đời 2016. Thì mình có được một chút chia sẻ của anh chủ xe là chiếc này là chạy khi mà có tải không tải thì nó cũng ra khói rất là nhiều. Khói đến nỗi mà khi mà ôm một cái cua đó các bạn, trả số về thì vẫn có khói ha. Thì cái chiếc xe này anh chủ xe có nói với mình là ngại cái vấn đề mà quay ghi hình ảnh, vì ảnh sợ là khi mà quay xong sửa xong các bạn thì tránh cái làm phiền mà khi mà các anh các bạn khác mà gọi hỏi thăm mà giống như xe chạy đạt hay không á, cho nên là có thể là mình sẽ không quay mặt ảnh á, tại vì ảnh quen biết bạn bè cũng khá là rộng rãi, cho nên là sợ bạn bè của ảnh gọi ảnh làm phiền. Thì bây giờ sẽ tập trung vấn đề có thể là mình sẽ hỏi ảnh nhưng mình không có quay mặt của anh chủ xe ha. Thì mong các bạn cũng thông cảm cái vấn đề này. Rồi bây giờ sẽ tập trung vô cái chiếc này ha. Ảnh thì ngại gương mặt thì mình sẽ quay cái lưng. Rồi nó chơi đùa thôi, mình sẽ theo hướng chiếc này cho đỡ mắc cỡ các bạn. Đây là xe của mình đó. Nói xe nào được anh? Nói chung thì xe của em thì khi mà có tải lên á, chạy thì nó khói nhiều, nó cuồn cuồn á, chạy nó không có... nói chung là nó không có bốc máy, nó đi máy mà nó ăn nhiều dầu á. Tình trạng như vậy đó. Nhưng mà anh cho em hỏi là cũng như cái xe mình trước giờ mình có làm hay là sửa gì á? Thì cho... heo bẹt là làm rồi. Chỉ có mới làm heo bẹt về làm thay cái răng quay lạt thôi, chỉ có vậy. Chỉ có thay cái con răng quay lạt á. Với lại là heo thì mình có thay ti ha. Đúng rồi, heo thay bẹt. Thay bẹt. Thay là bao lâu anh ha? Thay hồi tháng 5 á. Tháng 5 năm này luôn á. Anh cho em hỏi là khi mình thay rồi mình chạy một thời gian nó bị hay là nó như thế nào anh? Thì nói chung là từ khi thay rồi thì nói chung là nó có cũng cứ khói, tình trạng khói rồi cũng giảm bớt, nhưng mà từ cái hôm mà nó bữa thay cái răng quay lát đến giờ là nó kiểu như bị tịt bẹt đó. Thì em cũng ra ngoài kia thì người ta cũng có tháo cái bẹt ra, người ta thông cái bẹt lại rồi là về chạy thì cũng đỡ hơn. Đó, chỉ có vậy thôi. Nó hao dầu hơn nhiều. Đúng rồi. Xe này có 4 máy mà tính là em tính là phải tầm 20 lít trở lên trong qua dưới. Cho nên là đó. Xe này có 4 máy à. Mà chạy nó đi lắm. Đi chạy không được anh ha. Đi chạy không nổi. Dạ, với anh cho em hỏi thêm là anh biết đến Lộc từ số điện thoại hay là ai giới thiệu anh biết Lộc anh? Thì cũng em cũng có anh bạn này nói chung cũng giới thiệu đây, nói chung em cũng điện hỏi anh á, chứ không anh không giới thiệu là cái ví dụ ấy, nhưng mà anh có quen biết rồi anh ấy giới thiệu thì giờ nhờ Lộc giúp cho cái. Cái anh đó là trước đó là đã sửa xe như đúng nào? Rồi xe của anh đó là cũng máy vô chai như của em. Thì anh sửa, anh nói chạy gọi là 100%, gọi là không có được 100% mà 90% rồi lên. Đó, thì giờ mà máy của anh cũng giống tình trạng như xe của em. Đó cho nên là anh mới thế nên là em tin tưởng thì em cũng nhờ anh gọi là liên hệ rồi ấy. Rồi Lộc thì ngồi ở đây ha. Bây giờ sẽ kêu anh chủ xe đề máy lên để cho Lộc kiểm tra lại chi tiết của động cơ này. Thì hồi nãy là anh chủ xe này có nói là được người bạn giới thiệu. Thì cái người bạn đó thì các bạn có nhớ trên kênh mình là ở bãi của anh Trám Sang các bạn. Anh Vũ thì phải. Chiếc xe đó anh Duy ha. Dạ anh Duy cũng đã được Lộc chỉnh sửa một cái động cơ Olin hôm bữa đó. Mọi người thì có thể vô kênh mình xem lại ha. Thì bây giờ sẽ đề máy lên cho Lộc kiểm tra. Thôi đề máy đi anh. Bật cái pin lên luôn anh ơi. Thì cái vấn đề không quay mặt của anh chủ xe thì các bạn cũng thông cảm, tại vì cũng có nhiều anh nhiều chú người ta ngại lên màn hình. Ủa hết luôn cho anh hay là còn?
Hiện tại thì mình thấy cái động cơ khá là rung, rung cực kỳ luôn nha. Cái động cơ nó rung, nó giật nó rung ha. Các bạn có thể thấy cái ống nó giật giật. Thể thấy chưa gì trơn là một lỗ đen. Tháo bô lửa ra chắc nổ nó kỳ lắm các bạn. Hiện tại thì riêng cá nhân mình nghe cái tiếng máy thì nó cà giật, không biết là sau khi mà tháo cái bô lửa ra thì nó nổ chân 3, chân 4 không á. Lộc thì đang lấy cái chìa khóa.
chiếc hai thằng này lại xả thằng đó, chiếc hai này lại tắt máy liền không? Hai thằng chết đó. Trước mắt thì kiểm tra là kiểm tra đó, thì lát nữa chạy thử khi đó thì nói cho mới biết được gọi là nó như thế nào. Chứ bây giờ mở ra kiểm tra đó mà giờ hỏi anh cũng chẳng biết nói sao được, đúng không? Thì cái nữa lát nữa xong xuôi rồi chạy thử khi đó mới biết được. Còn khi mà cái lúc mà chưa làm thì anh chạy là anh đã biết nó đi máy rồi. Đó, nó như thế nào là anh đã chia sẻ rồi. Giống như cái cảm giác hiện tại là anh đã biết đó, đúng rồi, đúng rồi. Khi mà làm xong là anh cảm nhận được. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, chỉ có anh là cái người là chính xác nhất. Dạ. Thì đúng rồi, thì mình chạy thường xuyên mà. Nó giống như á là anh em lên trên mạng thì em mà rõ ràng nó chết một máy, hai máy không chạy. Nhưng mà thật ra anh thấy có anh bốn máy mà em bỏ hết ba máy anh thấy nó vẫn chạy không? Đó, thì nó vẫn nổ bình thường. Vẫn chạy bình thường. Đó. Cho dù là trừ ra nó chết hết bốn máy là nó không chạy thôi. Còn một máy là bê tông lớn, bánh đà lớn vẫn chạy bình thường. Cái tình trạng máy hôm nay sao em? Cái máy là chết máy 1, máy 2 đây nè. Cái con heo dầu nè, lúc mà siết co vô nặng quá bị xây con heo nè. Nè. Xây con nguyên gói tì bom mắt của người ta luôn nè. Đây nè. Thì dầu đâu có lên được đâu, khi chạy ga lớn là bắt buộc là nó dồn dầu nó mới chạy. Nó chạy chương 3 không à. Nó chương 3 là tại vì cái máy này là chạy 1 3 4 2. Thì nhiên nó chết máy 1 á. Với cái máy 3 thì nó nổ mới im. Còn cái này nó chạy máy 3, máy 4 thì nó nổ phải chân 3 rồi. Tại vì máy 1 chứ máy 3 là bê tông vừa lên là góc 90 độ là nó mới 360. Tại vì 4 máy mình chia ra một góc là nó 90 độ là nó mới nổ. Còn nếu mà hai góc là 180 độ là máy lên mới xuống. Đây, còn này 4 máy là đang nổ góc 90 độ thì thành ra là nó máy 1, máy 2 chết là nó chạy cái máy 3 với cái máy 4. Cái này là phải chạy 1, 3, rồi mới 4, mới 2 rồi nó mới xây trở lại. Còn cái này nổ rồi được có hai máy cuối à, nó chạy yếu xìu à. Chẳng thà nó chạy là máy 1 chứ máy 3 nó chạy là cái máy nó chẳng chạy mạnh, tăng tốc được. Còn cái này là nó chạy máy 2, máy 3 là nó hết máy cuối rồi. Thường thường ta nói là 1, 3, 4, 2. Còn cái này là nó đang chạy là chỉ có là 2, 3 mà góc 90 độ rồi nó không im được. Hôm nay mình sẽ khắc phục sao em? Khắc phục là tháo tăng cái dàn bét lại, giờ là nó đang bị tình trạng là dầu đi không lên nè, nó nóng quá nó chết bét rồi. Chờ tháo ra là phục hồi bét lại rồi xong rồi canh chỉnh dàn heo này thôi. Chứ bây giờ là con heo của anh này là mới cân, mới làm là cái ti không bao giờ tụt. Tại vì siết cái con ốc dầu này nè, nó bị xây cái gối ti bơm nè. Là cái lỗi là bị xây cái gối ấy thôi ha. Đúng rồi. Nè tại vì em lấy cái nhẫn chứng ra coi luôn ha. Tại vì mình lúc mà mình siết cái coi dầu vô nè, siết nó bị xây qua vậy nè. Bị xây cái chân ở dưới. Xây hai ngóc nè. Một là nhầm khi lúc mà mình lấy con heo rồi đó, nhưng mà nhầm khi mình rửa mình vệ sinh hay là nó cái đời nó có bát này nè, các anh em dặn cái ốc hơi nhóm mà quên dặn siết cứng á, cái mình siết cái vậy nè nó xây cái ti bơm qua bên. Chứ có gì đâu. Thì thành ra nó chết hai máy, nó chạy rất là yếu. Nó chạy không phao được. Vậy là lý do là tình trạng là mà mình bị sơ ý là siết cái đó là bị xây thôi chứ không phải là do cái gì hết. Dạ. Có khi mình đã cân rồi mà nhầm khi mình sơ ý mình tính giết siết vừa đang mình chỉnh cái ti dầu này theo vừa nè, cái mình siết về mình cái mà chưa dặn cứng á. Nhầm khi mình sơ ý chưa dặn cứng thì mình xây cái coi dầu về nó xây qua bên là bét không lên. Rồi. Bây giờ Lộc sẽ tháo bộ gió cũng như các động cơ kia là sợ giật tóc nè. Hồi nãy thì Lộc nói là sẽ rút bét ở vệ sinh với lại là chỉnh cái gì cái ti bơm gì đó. Lại là máy này sẽ ổn thôi, không có gì gọi là nặng nề.
Nhưng mà tại sao anh tài xế đã trải qua bao nhiêu gian nan mà tại cái máy vậy không đạt? Khá là lâu rồi, hôm nay Lộc mới cởi cái lông bào ra để mà khoe cái làn da máy cổ các bạn. Hiện tại thì Lộc đang tháo cái bô lửa ra ha, để kiểm tra. Ủa mình tháo này thôi, không có tháo kia. Dạ, tháo này thôi. Ừ. Rồi, rồi cho mượn cái chìa khóa 24 luôn, cái cục điếu 14 luôn. Rồi bây giờ Lộc đã tháo cái bô lửa ra. Bây giờ sẽ đề máy lên ha.
nãy giờ Lộc tháo 4 cái bét rồi có bằng. Thì không biết ở bên trong nó bị cái tình trạng như thế nào, nhưng mà khi mà Lộc tháo ra những cái băng keo non nè, nó nóng, nó chảy, nó bít hết trơn mấy cái đầu bét rồi. Không biết là cái này nó có gây ảnh hưởng gì tới khi mà hồi nãy Lộc xả những cái co bét mà nó không hoạt động hay không. Thì để Lộc kiểm tra coi như thế nào các bạn. Không biết là bên ngoài hay là bên trong cái bét mà nó gây hiện tượng như vậy ha. Lộc kiểm tra cái đầu tiên nha. Trời ơi, áp bét lên tới 250 luôn. Không chạy được. 250 hả? Đây, giờ thì Lộc đang kiểm tra cái bét đầu tiên. Nhiều 250 hả? 250. Giờ thì bắt đầu tiến hành nhiều khâu bong bắn người ta kiểm tra bét quá nặng hơn rồi. Theo nó là bao nhiêu là vừa em? 200. Cái này lên 250 rồi. Cái bét thì phun im nhưng mà cái là cái nén nó cao quá hả? Cái áp nó thiếu dầu. Dày và ti bo yếu là đâu có lên được nè. Tức là cái độ phun xương của nó ra rất là mạnh các bạn. Khi mà áp lên rất là cao. Dầu quá cao. Máy chạy nên có đen. Cái thứ nhất thì áp quá cao, để coi cái thứ hai như thế nào nha các bạn. Tiếp tục là cây thứ hai. Ban đầu thì Lộc cũng đã nói là cái bét đạt ha, nhưng mà hồi nãy thì mỗi lần làm thì Lộc đều kiểm tra lại hết cho chủ xe. Chứ không phải là nhất thiết để lấy ra. Cái âm thanh của cái này nó hơi khác nữa. Gần 300 nó mới phun. Giống như nó bị cháy không à. Rồi nó tè tè luôn rồi. Xì. À. Cây này đáy, còn cây đáy nè. Cây này là máy số 1 hay máy số 2. Đáy. Đáy mét mà trong khi đó là áp nó lên quá cao. Thì trong cái lúc mà Lộc test cái bét như thế này thì anh chủ xe cũng ngồi kế bên để quan sát và kiểm tra đó các bạn, để cho anh thấy thực tế ha. Cây số 3, cây thứ tư. Đây là cái bét thứ tư, cũng là cái bét cuối cùng của bây giờ Lộc tiếp tục đưa cái bét tiếp theo vô con. Cây không đẹp, ba cây đẹp mà tải áp quá cao. Lần hồi mình chỉ chỉnh áp rồi thôi em. Đúng rồi. Hai cây luôn, vậy là máy này máy 1, máy 2 nè, chả dầu. Vậy là hai cái máy mà nãy mình cảm giác đó ha. Bốn cây bét thì áp đều 250, có một cây thì hơn 250. Hai cây kia thì phun dầu đạt, nhưng mà có cái là cái số nó quá cao thì gây lên hiện tượng là máy nó bị yếu. Chắc mình nghĩ là do con heo, cái ti heo gì đó nó bị yếu các bạn. Với cái số này thì muốn phun được phải bắt buộc phải lên ga lớn. Thì cho nên bây giờ Lộc phải tháo ra để mà hạ áp của cái bét xuống ha. Để coi là một chút xíu nữa Lộc hạ xong thì nó tầm bao nhiêu ký là vừa và máy chạy nó có ổn định hơn. Thì mời mọi người xem chút xíu nữa xem đó các bạn. Bây giờ Lộc đã căn chỉnh lại rồi, để coi là bao nhiêu ký ha. Đó, thì cái số ký nó khác lúc nãy các bạn. Thấy cái số ký nó khác. Hồi nãy là 250, 270, cái này là hơn 200 chút xíu. 200, 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 200
quay nè, đây cho anh ta coi coi. Uống nước gì á, uống nước gì á. Đã thôi được rồi. Rồi, quay đi. Rồi. Ok. Thì sau khi Lộc căn chỉnh bét nó đủ về cái số ban đầu thì Lộc đang tiến hành gáp 4 cái bét vô. Thì khi gáp xong thì sẽ chỉnh bên phần heo chút xíu nữa ha, để cho nó máy nó nổ trơn tru nha các bạn. Thì chút xíu nữa đây thì khi mà Lộc gáp xong thì sẽ đề máy lại để coi là có tiếng máy cũng như là khối nó còn như tình trạng ban đầu không. Hồi nãy thì khi mà Lộc chỉ cần nhấp ra nhẹ thôi thì cái chỗ trục bô nè nó đã ra khói đen rồi, thì chờ chút xíu nữa tình trạng khói đen triệt tiêu được bao nhiêu phần trăm thì mời các bạn xem hết video nha. Rồi nãy giờ Lộc cũng đã gáp cái 4 cái bét vô các bạn. Bây giờ anh đầy chủ xe anh sẽ đề lên để coi lại cái tình trạng ha.
Lộc hiện tại thì đang chỉnh cái ti bơm ở trên con heo các bạn. Đứng gần đó khói nó hơi cay, cho nên là mình đứng ở phía đây chút xíu cho Lộc chỉnh xong. Khi nào máy nổ giòn và khói nó hết cay thì mình sẽ đặt ra. Thì cứ mỗi lần mà Lộc chỉnh thì cái tiếng máy nó sẽ có một chút thay đổi, hơi khác và nó hơi tiếng hơi khác chút xíu. Đây là chiếc xe, mặt thì ảnh hơi ngại lên phim chút xíu. Thì vấn đề quay phim thì mình nên tôn trọng hình ảnh cá nhân của mỗi người á, cho nên là ảnh không có muốn lên thì anh em mình không thể đề cập tới hình ảnh của ảnh được. Thì nãy giờ Lộc cố gắng chỉnh sửa chiếc xe này, động cơ này thì cũng đã xong với cái tiêu chí là bao nhiêu phần trăm rồi các bạn. Thôi rồi ha. Bây giờ Lộc đang gáp những cái chi tiết hồi nãy ra, bây giờ đã xong hết rồi, bô gió bô e gì vô ha. Thì tình trạng khói hồi nãy cái lúc đầu với sau khi mà Lộc làm, anh chủ xe cảm giác là nó đã bớt được bao nhiêu phần trăm anh chủ xe? Nó bớt được 80% đó. Dạ, 80% rồi, là đối với anh là con số là đã đạt chưa? Đã đạt rồi đó. Dạ. Tại vì xe cũ đâu phải xe mới đâu mà. Dạ, bây giờ là xe này ga cơ cho nên là khói thì tất nhiên phải có khói, làm sao mà ga cơ mà đòi giống như kiểu mà ga điện được. Dạ. Thì chút nữa mình chạy đường ngắn quá mình có cảm nhận được không? Nói chung đường ngắn quá thì chưa cảm nhận được, chứ nói chung là đường ngắn nhưng mà mình có tài xíu thì nó cảm nhận được hơn. Dạ. Chứ còn xe này xe nhẹ thì nó cũng
gọi là giờ xe nhẹ mà hơn là khúc đường này nó lên này cũng ngắn, nên là mình chạy thì mình cảm thấy nó nếu mà nó khỏe với nó đạp mà khói nó bớt thì đứa là nó ok rồi. Dạ, quan trọng nhưng là khi mà mình đề ba bớt khói là ổn ha. Nhưng mà thực tế đây đề ba lên đây là lúc chưa lắp thì thấy là bớt khói hẳn rồi đó. Dạ. Thì sau này sau khi mà anh chạy xong á, ngày mai anh có chuyến hàng nào chở đủ tải anh thử xe xong rồi nếu mà kết quả như thế nào á, cho rồi, dù đạt hay không đạt anh cũng cho tụi em hay lại một tiếng. Dạ. Thế đó thì tất nhiên em sẽ có chuyến hàng nào nặng với lại đi em thử rồi có gì em bảo. Dạ. Cho các anh. Dạ. Rồi Lộc đang gác cái đó vô là okay. Xong rồi đó các bạn là ảnh sẽ chạy thử, có thể là mình đi lên theo luôn, mình sẽ hỗ trực tiếp trên kia để cảm nhận cho các bạn. Đây là sau khi Lộc đã gáp cái video hoàn chỉnh nha. Tiêu hết những cái khối rồi đó các bạn. Hồi sáng thì mới nẹt cái chút xíu thì các bạn thấy là có nguyên một bọt đen ở dưới rồi, nhưng bây giờ thì mình nghĩ rằng là ít nhiều cũng còn, cũng như lời của anh chủ xe vừa nói là động cơ mà ga cơ như thế này bắt buộc là nó còn là bắt buộc là phải có khối chút đỉnh. Bây giờ nó hạ cabin xuống rồi ha. Không sao đâu. Bây giờ thì giờ mình lên xe để cho anh chạy anh cảm nhận lên thế nào ha. Ủa số này mà số hơi hay sao? Số hơi. À. Xì hơi vậy? Không mày. Cái thắng á. Thắng hơi. Thắng lốc cây. À rồi. Không quay lại à, quay lại. Quay đầu. Quay đầu mới từ. Quẹo đây là không có cái gờ duy nhất nè. Không, khúc cái này đều hơn. Dạ. Không có đâu nhiều. À bên kia thì không. Chuyên hàng anh đi thì mới biết, vì hơn là giờ khói đang nằm trong ông bô á, đang còn nhiều á, nên là giờ mình đạp thì nó vẫn đang còn cái khói thừa đang còn ra. Lúc chạy là tới đẳng về tới chỗ mình đạp biết là tình trạng khói rồi. Còn ví dụ chạy cái xe không này thấy là cái ga nó lên không mạnh hơn, à cái là nó buồm liền, nó giống nó mạnh hơn, mạnh hơn ha. Mạnh hơn. Chuyên hàng rồi anh trao đổi lại. Dạ. Chứ giờ xe không thì vậy là nói chung là đạt được 80%.
chỉ thử một đoạn đường khoảng độ 200 m. Dạ. Thì là nói chung là nó cũng là như anh đã mong muốn ha. Rồi bây giờ thì anh đợi. Vì trong cái buồng nó còn khói á, bây giờ anh đang chạy một vòng anh sẽ nẹt lại để coi khói còn không. Mình thử thì cảm giác vậy là cũng đạt được 80% rồi. Yeah. Nhưng mà quan trọng là có chuyên hàng á, mình đi mình thử được cái tốc độ với này nó có những cái vấn đề như kiểu mà mình trước đây không. Yeah. Thì phải có xe có thì mới cảm nhận được. Ngày mai là anh có chở hàng không? Có ngày mai là đi một chuyến. Đó là giờ là ra tự động nó nhảy rồi đó. Nếu mà ngày mai anh có chở hàng á, anh chạy đạt á thì anh phản hồi cho em biết ha. Rồi, ok. Yeah. Trước khi kết thúc video thì mình có một hai câu mình muốn nhắn gửi tới tất cả các bạn và mọi người đang xem trên kênh của mình. Thì đôi khi mình quay phim như thế này nè thì cái số điện thoại của chủ tài xế hay là chủ xe mà có in ở trên xe các bạn, thì nếu mà có hỏi thăm hay này nọ thì hỏi thăm rất là đơn giản thôi ha. Tại vì mình thấy những cái anh tài xế cũng như là chủ xe đôi khi mà có dán số điện thoại lên xe thì mình cảm thấy các anh các chú gọi rất là nhiều, thì đôi khi các anh tài xế mà Lộc đã từng sửa xe rồi hơi phàn nàn với lại anh em mình là do quá trời gọi các bạn là không nghỉ ngơi gì được. Thì có gì thì cái này thì mình xin phép nói trước, thì số điện thoại của riêng mình là người quay phim Lộc thì hiện tại đã tắt nguồn điện thoại thì không có thể nào tiếp nhận cái cuộc gọi của các anh các chú được. Thì có gì thì cứ liên hệ số điện thoại trực tiếp qua bên mình thì mình sẽ tư vấn phụ, tại vì những gì mà Lộc cũng đã dặn dò mình á thì cái gì cứ gọi trực tiếp cho mình ha. Chứ nhiều khi gọi cho anh tài xế hoặc là chủ xe nhiều quá thì đôi khi cũng làm phiền các anh. Thôi thì video mình xin tạm dừng và kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người và các bạn đã xem video trên kênh mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp trên kênh mình nha.